chúng ta qua mục 3.7 lắp cột giữa ở trang 59. Theo thiết kế thì cái khung kèo thép này nó có một cái cột giữa ở đây. Bây giờ chúng ta về tầng một trệt, chỗ KC tầng một trệt, chỗ vị trí rig I5 và X3 đây. Trong phần bê tông, model bê tông, tôi đã lắp sẵn cái cổ cột ở đây rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp cái cột thép này vào. Để lắp cột thép thì cái cột này là cột cùng tiết diện, cho nên tôi vào top insert low family, tôi vào thư mục 2 earth column steel thép tổ hợp chữ Y và chọn family là 01 cột thép tổ hợp chữ Y cùng tiết diện. Ta click open nó ra. Sau đó trong top structure tôi gọi công cụ column, rồi tôi chọn cái family là 1 cột thép tổ hợp chữ Y cùng tiết diện. Kích thước của nó là Y300 × 250 × 12, đúng kích thước rồi, tôi ok. Ở hình bên tay phải bước 1, tôi chọn cái option gắn là hay, cho nó gắn từ dưới tầng một trệt gắn cao lên, và cao lên tới tôi chọn là KC tầng mái. Ở bước 2, tôi gắn nó đại vào trong mặt bằng như thế này. Hình bên tay phải bước 2, tôi mới dùng lệnh align, tôi align nó vào rig đây. Nó nằm ở giao của rig X3 và Y5. Ở bước 3, tôi vào view khung điển hình X3. Chúng ta có một cái cây cột ở đây. Hình bên tay trái bước 3 thì ở chúng ta cần hở một khoảng lên ở trên cái cổ móng và thêm một khoảng cho Sika và cái bảng mã. Cho nên chỗ bay offset tôi cho nó cao lên là 162. Tôi đo kích thước từ đây tới đây, nó chính xác 162. Đây là hình bên tay trái bước 3. Ở đầu trên, đầu của cái cột Y này nó sẽ cách cái viền kèo là 12 ly, là chiều dày của bảng mã. Cho nên tôi tạo một cái reference plane nằm bên dưới đây. Tôi đo kích thước reference plane này với đáy của viền kèo. Và tôi cho kích thước đó là 12. Sau đó tôi click chọn cái reference plane và tôi đặt tên nó là mặt phẳng đỉnh cột giữa. Tôi click ra bên ngoài. Bây giờ tôi đo kích thước từ cái reference mặt phẳng lên cột giữa này đến cái vị trí đầu cột ở đây, nó là 3808. Cho nên tôi click chọn cây cột, chỗ top offset tôi cho nó là 3808, thì cái cột sẽ cao lên đúng ngay reference chúng ta đã tạo. Ở bước 4, tôi mới về vị trí chiếc chân cột ở biên này. Tôi click chọn bu lông nail, click chọn bảng mã, đè phím control để chọn bảng mã, đè phím control chọn luôn cái CK. Đây là hình bên tay trái của bước 4. Sau đó tôi dùng lệnh copy, tôi bắt điểm ngay cái vị trí điểm ngoài của chân cột thép ở bên trái cột biên đây. Tôi đem nó về cột giữa và tôi bắt điểm ngay vị trí này để cho cái bu lông neo nó đúng vị trí, khỏi mất công hiệu chỉnh. Tôi escape 2 lần hết lệnh. Đây là cái hình bên tay phải của bước 4. Ở bước 5, trong top insert chọn low family, sau đó vào thư mục 2S column steel Sika chân cột thép, low family 3 Sika chân cột thép vác 4 mặt. Rồi open. Ở bước 6, click chọn cái Sika vác 3 mặt này, trong property đổi thành Sika vác 4 mặt. Đây là hình bên tay phải của bước 6. Sau đó ở bước 7, edit type rename, đổi cái tên thành là Sika 500 x 300 x 30 x 25. Rồi ok. Dài thì tôi sửa thành là 500, rộng thì tôi sửa thành là 300, cao thì tôi sửa thành là 30 và cạnh vác tôi sửa thành 25. Tôi ok thoát ra ngoài. Tôi về mặt bằng KC tầng trệt, tôi dùng lệnh move, tôi move nó vào đúng cái vị trí của cổ cột bê tông cốt thép đây. Sau đó tôi đổi thành detail level thành file để chúng ta thấy được cái bảng mã và cái bu lông neo. Tôi click chọn cái bảng mã edit boundary. Rồi tôi dùng lệnh align nó ra ngoài như thế này, align hai cái cạnh đứng ra ngay cái ngoài của chân cột. Đây là hình bên tay phải bước 8 ở trang 61. Rồi tôi finish. Kết quả trong 3D, cái chân cột đã đúng như thiết kế. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái đầu cột. Tôi về view khung điển hình X3, tôi click cái bảng mã chân cột, tôi copy, rồi tôi copy nó lên trên đầu cột. Sau đó tôi qua 3D. Chúng ta copy cái bảng mã lên trên đầu cột á, thì các bạn thấy xuất hiện 4 cái lỗ bu lông, còn 4 cái lỗ ở đây nè. 4 cái lỗ này là của cái bu lông neo đây. Thì ở bước 10, cách để xóa nó đó
là chúng ta đưa con chuột vào cái lỗ, chúng ta dùng phím tab, chúng ta click chọn cái lỗ, rồi chúng ta delete nó đi, thì nó sẽ mất bốn cái lỗ này. Rồi tôi click chọn cái bảng mã này, tôi edit boundary, tôi về KC tầng máy, vị trí nó ở đây. Thì để mà thấy hết những cái nét á, thì các bạn phải để ở cái chế độ là wireframe cho nó nhìn xuyên thấu, và phải để ở chế độ file thì nó mới thấy những cái phụ kiện mang tính chi tiết như là bảng mã bu lông. Bây giờ tôi click chọn cái cạnh trên, tôi kéo cái mixer từ đây về đây, nó đang là 15, tôi cho kích thước nó là 100. Cạnh dưới cũng vậy, tôi cho kích thước so với đầu cột là 100. Đây là cái hình bên tay trái của bước 11. Tôi click finish. Bây giờ chúng ta vào khung điển hình X3, vào tab steel, gọi công cụ plat, chúng ta kiểm tra coi cái mặt phẳng làm việc nó có phải ngay X3 hay không, thì các bạn click vào set work plan, các bạn check vào name và các bạn đổi thành là Rig X3, sau đó ok, rồi dùng line vẽ một cái đường từ đây ra đây là 100, vẽ một cái đường từ đây xuống đây là 100, rồi vẽ xéo lên đây như thế này. Đây là cái hình ở bên tay phải của bước 11. Sau đó click finish, chúng ta có bảng mã ở đây như thế này. Bây giờ để kiểm tra coi nó có ngay team hay chưa đó, thì chúng ta tạo một cái view mặt cắt tạm. Tôi tạo một cái session và tôi chọn là detail session, tạo một cái mặt cắt tạm ngay đây. Tôi vào view mặt cắt tạm này, tôi đổi thành là file, cái bảng mã của chúng ta ở đây nó đang lệch 12:7, tôi sửa thành là 12:12. Và chỗ justification tôi để nó là 0.5, thì nó sẽ vào ngay giữa của cây cột như thế này. Đây là cái hình bên tay phải ở bước 12. Tôi trở lại khung điển hình X3, tôi xóa cái mặt cắt tạm này đi, tôi click chọn cái bảng mã, rồi tôi dùng lệnh mirror pick exit, pick nó qua bên đây như thế này. Chỗ cái bảng mã bên trên chúng ta sẽ bắt bu lông vào cái vì kèo, tuy nhiên do cái vì kèo này là pháp Mali không gắn bu lông được, cho nên tôi dùng lệnh copy. Tôi copy cái bảng mã bên dưới lên bên trên như thế này, cho nó trùng với bảng cánh dưới của vì kèo. Đây là hình bên tay phải của bước 13. Cái bảng mã này là bảng tạm, sau này chúng ta gắn bu lông xong á thì chúng ta xóa đi hoặc chúng ta ẩn nó đi. Bây giờ tôi qua bước 14 ở trang 63, tôi trở lại 3D. Trong 3D tôi vào tab Steel, chọn công cụ Bond, sau đó click chọn bảng mã bên trên, rồi đè Control, chọn cái bảng mã bên dưới, rồi gõ phím Space trên bàn phím để báo cho phần mềm biết rằng chúng ta đã kết thúc việc lựa chọn. Rồi chúng ta click vào mặt trên của bảng mã để chọn nó làm cái mặt phẳng làm việc hoặc plan. Tôi dùng Rectangle, tôi vẽ đại một cái hình chữ nhật ra như thế này. Bây giờ tôi về mặt bằng KC tầng máy, dùng lệnh align, align nó vào bên trong lòng của cái cây cột. Và hai phần đứng á, thì ngay hai cái cạnh của vì kèo. Sau đó finish, hình ở giữa bước 15, tôi mới đổi cái standard của nó thành là DIN6914. Cái đường kính của nó thì tôi chọn là 20 ly. Hình bên tay phải bước 15, tôi hiệu chỉnh cái S distance on size 1 là 50, S distance on size 2 là 50. Để các bu lông đi vào bên trong như thế này. Bây giờ vẫn còn đang chọn cái nhóm bu lông này, tôi dùng lệnh copy, tôi copy nó lên trên đây. Sau đó tôi edit pattern, align cái cạnh bên dưới lên trên như thế này, rồi finish. Trong property hiệu chỉnh number on size 1 bằng 1 để cho nó còn một bu lông thôi. Đây là hình bên tay phải bước 16. Ở bước 17 tôi cũng click chọn nhóm bu lông ở giữa, rồi dùng lệnh copy, copy nó xuống bên dưới, sau đó edit pattern, align cạnh nằm ngang bên trên về đây, finish và hiệu chỉnh number on size 1 bằng 1. Kết quả như hình bên tay trái của bước 17. Bây giờ tôi trở lại 3D. Nếu chúng ta click chọn cái bảng mã tạm này, chúng ta delete nó, thì cái bu lông nó sẽ ngắn lại và nó không đúng với thiết kế, tại vì nó bị ăn sâu vào trong cái cánh dưới của vì kèo, cho nên tôi cần chân sách trở lại. Trường hợp này chúng ta không xóa được, tôi click chọn cái bảng mã bên trên, chỗ cái mark, tôi đánh vào chữ là tạm. Vậy thì sau này khi chúng ta thống kê, những cái gì liên quan tới tạm là chúng ta lọc bỏ nó ra, chúng ta không thống kê nó. Khi chúng ta xuất cái bản vẽ đó,
thì các bạn có thể ẩn toàn bộ cái bộ lọc của những cái bản mã tạm, hoặc các bạn enter chuột phải chọn là hide in view element để nó không xuất hiện trong cái bản vẽ của mình, trong cái 3D của mình. Dùng bộ lọc cũng được, dùng enter chuột phải cũng được, nhưng nếu chúng ta dùng bộ lọc thì chúng ta làm việc nhanh hơn, còn enter chuột phải thì thủ công từng cái. Bây giờ tôi mở cái bóng đèn lên, tôi click chọn cái bản mã đã ẩn, tôi enter chuột phải, tôi chọn là unhide in view element, rồi tôi tắt bóng đèn để hiện nó lên lại như thế này. Tôi click chọn cái bản mã tạm ở bên trên, mark nó là tạm. Vậy thì để dễ phân biệt hơn, chỗ search material, tôi click vào nút 3 chấm và tôi tìm cái vật liệu là air. Tôi gắn vào nó là vật liệu không khí. Để sau này chúng ta nhìn thấy cái bản mã nào có vật liệu là không khí thì chúng ta biết nó là tạm. Tôi vừa làm xong bước 18.